Thưa quý khán giả, thực hiện nghị quyết số 49 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, chương trình hành động số 04 năm 2006 của tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện nghị quyết số 49 và chỉ thị số 48 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh luôn có những thay đổi trong suốt quá trình giải quyết án để đáp ứng kịp thời với những thay đổi của các bộ luật sửa đổi. Quá trình thay đổi này được thể hiện rõ thông qua việc tổ chức rút kinh nghiệm các phiên tòa. Qua đó có thể đánh giá trực tiếp hoạt động của các cơ quan và cá nhân làm công tác tư pháp trong suốt quá trình thụ lý giải quyết án. Từ đó kịp thời điều chỉnh và ngày càng hoàn thiện hơn công tác này. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung công tác rút kinh nghiệm phiên tòa xét xử vụ án hành chính theo hình thức trực tuyến tại Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tòa án Nhân dân tỉnh có lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân hai cấp. Vụ án được lựa chọn xét xử là việc bà Phùng Thanh Thuận, sinh năm 1970, ngụ ấp 2 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, kiện yêu cầu tòa án giải quyết, buộc Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất 2.400m2 tọa lạc ấp 2 thị trấn Long Phú cho bà. Vì bà Thuận cho rằng nguồn gốc phần đất này do cha bà là ông Phùng Văn Chương đã khai phá 9.000m2 đất từ những năm 1960. Năm 1982, cha mẹ chia cho bà 2.400m2. Đến năm 2006, gia đình bà đi đăng ký quyền sử dụng đất cả phần của cha mẹ và phần cho bà. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn chỉ cấp cho cha mẹ bà mà không cấp cho bà. Trả lời lý do không cấp cho bà thì Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú cho rằng phần đất mà bà yêu cầu cấp giấy chủ quyền là của ông Thương. Đồng thời, phần đất này đã được nhà nước trả huê lợi để đưa vào xây dựng trại chăn nuôi. Qua xem xét các chứng cứ và thẩm tra tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng việc Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuận là đúng theo quy định của pháp luật. Vì phần đất này thuộc quyền quản lý của nhà nước mà bà Thuận đã tự chiếm để khai thác. Vì vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thuận. Quyết định mời bà Thuận đứng lên và mời đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú đứng lên. Căn cứ vào khoản 1, điều 30, khoản 4, điều 32, điểm A, khoản 2, điều 193, điều 194, khoản 2, điều 173, khoản 1, 348, luật tố tụng hành chính năm 2015. Khoản 1, điều 32, nghị quyết số 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí lệ phí tòa án. 1. Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện bà Phùng Thanh Thuận về việc bà yêu cầu buộc Ủy ban dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền đất cho bà theo quy định của pháp luật tại thửa số 26 tờ bản đồ số 40, diện tích là 2.400m2 tọa lạc tại ấp 2 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính nêu trên, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm xét xử vụ án theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp. Tại buổi rút kinh nghiệm, phần lớn các đại biểu đánh giá cao về việc chọn vụ án hành chính trên đưa ra xét xử trực tuyến vì nó mang tính phổ rộng, rất hay gặp trong các vụ án hành chính. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến từ hình thức đến nội dung đảm bảo đúng các tiêu chí của phiên tòa trực tuyến cũng như phiên tòa rút kinh nghiệm cải cách tư pháp. Trong đó, chủ tọa và hội đồng xét xử đã tạo điều kiện tối đa để các đương sự trình bày, tranh luận để làm rõ vấn đề. Hội đồng xét xử đánh giá toàn diện đầy đủ quá trình của vụ án và đưa ra phán quyết hợp lý. Nhìn chung, phiên tòa đã thể hiện được sự nghiêm minh, công khai, dân chủ, minh bạch theo tinh thần cải cách tư pháp và tạo được sự thuận lợi cho đương sự khi tham gia phiên tòa trực tuyến. Nhìn chung thì qua cái công tác chuẩn bị đối với cái vụ án chính thì hai ngành đã bị kiểm sát và tòa án đã có tốt trong cái việc lựa chọn để tổ chức cái phiên tòa rút kinh nghiệm theo cải cách tư pháp, đồng thời là cũng thực hiện theo cái phiên tòa trực tuyến theo quy định của nghị quyết số 33 của Quốc hội cũng như là cái thông tư 05 của liên ngành hướng dẫn về cái trình tự thủ tục để sửa phiên tòa trực tuyến. Thì qua cái chọn cái phiên tòa thì cũng đảm bảo theo các cái tiêu chí về cải cách tư pháp,
đối với lĩnh vực án hành chính. Ở đây là một trong những cái nội dung quan trọng là cái việc quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Thì về cái quản lý về cấp quyền sử dụng đất cũng như là về giải quyết tranh chấp đất đai, về cái ghi âm, ghi hình cũng đã thể hiện đầy đủ trong suốt cái quá trình để thực hiện cái phiên tòa rút kinh nghiệm là đảm bảo cái xuyên suốt. Thì qua cái phiên tòa thì đối với bản án tuyên thì bác yêu cầu thì tôi cho rằng là phù hợp với quy định của luật tố tụng hành chính. Tuy nhiên, theo đa số đại biểu, vấn đề nổi cộm cần rút ra tại phiên tòa này là vấn đề quản lý đất công của các địa phương chưa chặt chẽ, việc xử lý đơn thư khiếu nại và tiếp công dân chưa đúng quy trình. Vì vậy, cần có sự chấn chỉnh kịp thời để tránh phát sinh các phiên tòa tương tự. Thì qua phiên tòa này cũng kiến nghị các lãnh đạo về mặt tỉnh ủy, ủy ban cũng nên có văn bản chỉ đạo các địa phương để chấn chỉnh về các công tác quản lý đất công. Và qua cái phiên tòa này thì chúng ta cũng thấy có nổi bật lên cũng như ý kiến của các quý đại biểu cũng mong muốn rằng thời gian tới trong cái việc quản lý đất công trên cái địa bàn thì chúng ta cần các cái cấp ủy ban cũng nên có cái quan tâm hơn. Chúng tôi cũng mong rằng là trong cái thời gian tới dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh thì hai ngành chúng tôi sẽ phối hợp một cách chặt chẽ tốt hơn trong việc cái tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo cái tinh thần cải cách tư pháp kết hợp với cái trực tuyến. Qua các ý kiến trong buổi thảo luận rút kinh nghiệm phiên tòa, lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các cơ quan tư pháp địa phương phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những điểm mới của các luật sửa đổi có liên quan đến từng cán bộ, công chức của mình, nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tập huấn và trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan tư pháp với nhau để quá trình tố tụng, giải quyết đơn thư khiếu nại, quản lý đất đai được chặt chẽ và hiệu quả hơn. Thì thay mặt ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo các tư pháp cũng xin ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí, nhất là lãnh đạo của tòa án viện kiểm sát đã phối hợp với cơ quan thường trực ban chỉ đạo để chúng ta thực hiện các nội dung theo kế hoạch của ban chỉ đạo cải cách tư pháp đề ra. Rồi qua phiên tòa cũng như là các ý kiến phát biểu bây giờ cũng thống nhất các đồng chí đó là chúng ta đã thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu đề ra, trong đó thì vấn đề về điều hành của thẩm phán phiên tòa rồi các hoạt động tố tụng của phiên tòa thực hiện đúng theo trình tự thủ tục, rồi những vấn đề về nội dung tranh luận, tính công bằng, khách quan, toàn diện v.v. những vấn đề mà vụ án đã đặt ra và một số cái hạn chế thiếu sót bây giờ các đồng chí có trao đổi rồi. Thì trên cơ sở là thực hiện chức năng của mình thì hai cái nội dung mà liên quan đến ủy ban đó, thì đứng ở góc độ của mình cũng như tòa án là các đồng chí có văn bản gửi ủy ban và đồng thời gửi đến ban nội chính, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Thì trên cơ sở đó thì cơ quan thường trực của ban chỉ đạo sẽ tham mưu tỉnh ủy chỉ đạo là ban cán sự đảng ủy ban rồi các quận ủy, thị ủy, thành ủy trong cái việc mà quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về công tác là quản lý đất đai, về cái công tác là tiếp công dân, xử lý đơn thư. Có thể nói, quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa được nâng cao và ngày càng chuyên nghiệp hơn nhằm đáp ứng với yêu cầu thay đổi của luật, phù hợp với diễn biến của xã hội ngày nay. Và quan trọng hơn là để đảm bảo quá trình xét xử hợp tình, hợp lý, đảm bảo đúng pháp luật. Do vậy, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh là một trong những giải pháp để nâng cao trình độ, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, làm công tác tư pháp, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó góp phần giúp cho công tác cải cách tư pháp tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Chuyên mục Công dân và pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên mục kỳ tới. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.